Mời các bạn xem tiếp bộ truyện Cốn Tú Chi Nhiễm, chấp 7. Này, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu thuốc ức chế vậy? Học, học. À, ta không nhớ nữa. Chật, kéo. Quấn, móc. Ưng. Quẹ, quẹ. Quẹ, quẹ. Học, học, nuốt nhiều vậy sao? Ném. Cậu muốn chết à? Phịch. Hức, đang khóc ư? Nếu không thì sao đây? Ta khó chịu. Không phải cậu. Cự, mình vừa mới muốn nói gì cơ? Không phải cậu còn có ta sao? Điên rồi, vì sao mình phải quan tâm sống chết của cậu ta chứ? Rốt cuộc cậu muốn ta thế nào đây? Yên tâm, kéo, ta đã từng đồng ý với anh. Sẽ không chạm vào anh. Anh cách xa ta ra chút. Cuộn tròn, anh, ra chỗ sofa đi. Chết tiệt, lùi. Pheromone của Omega trong kỳ nhạy cảm nồng quá. Không thể tiếp tục mất khống chế như lúc trước được. Sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy? Hoảng hốt. Nhấc lên. Này, tỉnh lại đi. Này, lay. Không phản ứng. Canh cửa đâu? Mau đi gọi bác sĩ. Điện hạ của mấy người ngất rồi.
kỳ nhạy cảm của nhị điện hạ xảy ra chuyện rồi, tôi vào xem thử. Một người đi mời bác sĩ Owen đi, một người khác đứng đây canh, đừng vào trong. Vâng. Tình hình nhị điện hạ thế nào rồi? Cũng may nôn thuốc ra kịp thời, trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có vẻ ngài ấy rất khó chịu. Vì bây giờ thứ nhị điện hạ cần nhất là... Ngươi qua đây! Ngồi xuống! Ngươi dùng nhiều pheromone chút để vỗ về ngài ấy. Sao tình hình nhị điện hạ lại nghiêm trọng như vậy chứ? Theo lý mà nói, có thuốc ức chế và pheromone của alpha trấn an thì sẽ không xảy ra vấn đề lớn như vậy. Mình là beta không cảm nhận được pheromone. Lẽ nào do hắn không chịu giải phóng để an ủi sao? Nhưng nhìn sắc mặt điện hạ dịu như vậy, chắc không phải vấn đề này. Hay là... do thuốc tê ảnh hưởng đến lượng pheromone mà hắn giải phóng. Vấn đề này phải đợi Thái tử Điện Hạ đưa ra quyết định mới được. Trước mắt quan trọng nhất là chăm sóc nhị Điện Hạ đã. Đến giờ thay thuốc rồi, người ôm ngài ấy chặt chút. Cởi ra. Sao lại nhìn sang chỗ khác? Không ngắm kiệt tác của mình kỹ tí sao? Thật là bất cẩn, miệng vết thương sưng lên rồi. Đau xót. Rốt cuộc ta. Siết chặt, nên làm gì với cậu đây?